Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nhân quyền Việt Nam tại sao phương Tây và Mỹ mềm mỏng với Hà Nội. Sau khi chính quyền Việt Nam tiếp tục mở các phiên tòa kéo dài nửa ngày để xét xử các nhà bất đồng chính kiến với án tù rất nặng, một số nhà quan sát quốc tế đã chỉ ra rằng có vài nguyên nhân mấu chốt khiến Mỹ và phương Tây nhẹ tay với nhân quyền tại Việt Nam. Một số nhà quan sát cho rằng tầm quan trọng chiến lược của Hà Nội đối với Hoa Kỳ và các đồng minh đã cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều không gian hơn trong việc bịt miệng những người chỉ trích. Đây là hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam hội kiến với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại Hà Nội vào hôm 25 tháng 8. Trong bài phân tích mới đây trên tờ báo The Diplomat, David Hood đã viết rằng nhắc lại việc nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt tháng 10 năm 2020 đúng vào ngày cuối cùng của cuộc thảo luận nhân quyền và tự do ngôn luận giữa Mỹ và Việt Nam, và cho rằng việc này không khiến giới phê bình và những người từng cáo buộc các chính phủ phương Tây đã không làm gì để phản đối hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam gây ngạc nhiên. Việt Nam hiện là bạn thân của phương Tây vì có chung lập trường chống lại sự xâm lược của Bắc Kinh ở Biển Đông, cũng như tầm quan trọng về kinh tế và vị trí then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu của nước này. David Hood phân tích. Tuyên bố ngầm mà nhiều chính phủ phương Tây đưa ra là khi họ hợp tác nhiều hơn với Việt Nam và khiến nước này ngày càng phụ thuộc vào các quan hệ kinh tế với phương Tây, họ sẽ có thêm đòn bẩy để gây áp lực buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải cải cách chính trị có chủ đích. Nhưng cái gọi là thay đổi thông qua thương mại đã không hiệu quả khi thương mại của phương Tây với Việt Nam gia tăng, các quyền chính trị ở Việt Nam trở nên tồi tệ hơn, vẫn theo tác giả David Hood chia sẻ. Liên tiếp từ ngày 14 đến 16 tháng 12, Việt Nam đã bỏ tù 4 nhà hoạt động, trong đó có Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương với án tù từ 6 đến 10 năm. Hiện có khoảng 170 tù nhân lương tâm hiện nay đang bị giam giữ ở Việt Nam, một con số cao kỷ lục trong lịch sử gần đây, theo số liệu thống kê vào năm 2020 của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Trong khi dự án 88 khẳng định rằng hiện có 217 nhà hoạt động trong tù và 306 người khác đang gặp nguy hiểm. Freedom House, một trong cuộc khảo sát gần đây nhất về các quyền chính trị trên toàn thế giới, đã hạ bậc của Việt Nam xuống còn 19 trên tổng số 100, thấp thứ hai ở Đông Nam Á, sau Lào, cũng là nước cộng sản. Đây là hình ảnh các nhà hoạt động bị xét xử liên tiếp trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 12, bao gồm từ trái qua là Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương và Đỗ Nam Trung. Philip Robertson, phó giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói bản án dành cho Phạm Đoan Trang là một bản cáo trạng nhức nhối của Việt Nam độc tài. Trong khi đó, Bill Hayton, một cựu phóng viên tại Việt Nam và hiện đang làm việc cho Chatham House, được trích lời trong bài viết của David Hood nói rằng bản án tù dành cho bà Đoan Trang là ngón tay thối của Bộ Công an Việt Nam cho Hoa Kỳ và những nước từng chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam. Ban chỉ đạo và lãnh đạo của Việt Nam biết rằng họ có thể bỏ tù những nhà hoạt động như Trang vì Việt Nam đã trở thành một thành phần quan trọng trong chiến lược của các cường quốc bên ngoài ở Đông Nam Á, theo lời ông Bill Hayton chia sẻ. Và câu hỏi đặt ra phải chăng Mỹ đã ưu tiên địa chính trị hơn các giá trị khác? George Hughes, nhà nghiên cứu Đông Nam Á từ Washington DC đã nói với đài BBC tiếng Việt rằng tầm nhìn chiến lược đang là ưu tiên hàng đầu. Mặc dù chính quyền Hoa Kỳ ở một mức độ nào đó sẽ tập trung vào nhân quyền, nhưng tôi không nghĩ là sẽ ưu tiên trong quan hệ với Việt Nam, bởi vì các khía cạnh chiến lược của mối quan hệ Việt Nam và Mỹ ở thời điểm này vượt trội hơn hầu hết các vấn đề khác, bao gồm cả vấn đề nhân quyền. Philip Robertson từ Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng cho đài tiếng nói BBC hay rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có tác động tới cách Hoa Kỳ và Việt Nam giao thiệp. Khi quan hệ kiểu chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng xấu đi, Việt Nam đang chơi một trò chơi khôn ngoan bằng cách thu hút tăng cường đảm bảo an ninh từ Mỹ, đồng thời gạt bỏ những chỉ trích của chính phủ Mỹ về nhân quyền. Đây là hình ảnh với tổng số 20,5 triệu liều vaccine và các thiết bị tổ âm sâu tặng cho Việt Nam, Hoa Kỳ trở thành quốc gia ủng hộ lớn nhất cho Việt Nam chống lại đại dịch COVID-19. Hoa Kỳ cũng cần khẩn trương hành động để đảo ngược được xu hướng này và cần nói rằng nên có những cải thiện nghiêm túc với nhân quyền, dân chủ và quản trị tốt ngay từ bây giờ
để giúp cho cả nhà nước Việt Nam và người dân Việt Nam. Ông Philip Robertson đã cho biết như vậy. Còn theo tác giả David Hood, sự xuống dốc của nhân quyền tại Việt Nam liên quan đến các chính sách cứng rắn hơn được đưa ra sau khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giành lại ghế tại Đại hội Đảng Đại bộ Đảng bộ Toàn quốc lần thứ 2016. Chính sách này được duy trì cho tới nay sau khi ông Trọng giành được nhiệm kỳ thứ 3 tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 vào tháng Giêng. Tuy nhiên, cũng theo David Hood, quá dễ dàng để đổ lỗi cho ông Trọng, vì nếu vậy có nghĩa là người ta mặc định rằng phương Tây thực hiện phương pháp thay đổi thông qua thương mại với Việt Nam từ trước năm 2016, nhưng không phải vậy. Cũng phải thừa nhận rằng trong những năm trước 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam bắt giữ ít nhà hoạt động hơn, nhưng các chính sách cứng rắn của ông Trọng đã tồn tại trong đảng rồi. Thương mại tăng với Hoa Kỳ và châu Âu thì rõ ràng không ngăn cản họ thực hiện chính sách này, và các chính phủ phương Tây cũng chỉ dựa vào những lời hứa cải cách của Hà Nội mà không cần đợi xem điều đó có thực sự xảy ra hay không. Nhà báo David Hood chia sẻ. Về phía Mỹ, theo David Hood, dù Tổng thống Biden tuyên bố chính sách đối ngoại của Mỹ dựa trên nền tảng dân chủ, nhưng lại đang thực hiện một cách tiếp cận hai hướng. Việt Nam không được mời tham dự thượng đỉnh nhân chủ với Mỹ gần đây. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Biden bên trái họp thượng đỉnh trực tuyến về nhân quyền với các lãnh đạo thế giới vào ngày 9 tháng 12 năm 2021. Nhưng cùng lúc đó, Việt Nam, nước có cùng quan điểm với Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ, lại tránh được bị Mỹ trừng phạt do độc tài và vi phạm nhân quyền. Trong các quốc gia thân với Trung Quốc hơn như Campuchia thì lại đang bị một loạt các lệnh trừng phạt của Mỹ. Các giá trị là quan trọng, nhưng chúng sẽ luôn là thứ yếu trong các mối quan tâm về địa chính trị của Hoa Kỳ, theo David Hood. Đời sống nước Mỹ đang xáo trộn trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài BBC tiếng Việt trước phiên tòa xét xử nhà báo bất đồng chính kiến Phạm Văn Trang. Ông David Prout, cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, nói rằng Mỹ hiện còn đang rối bời bởi các vấn đề nội bộ, thì các nước khác có thể chờ mong gì được ở họ đây? Vai trò của Mỹ đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam ư? Đời sống chính trị của Mỹ cũng đang xáo trộn, phần lớn là do hậu quả của 4 năm quản trị tồi tệ của những người theo chủ nghĩa Trump. Sự tôn trọng đối với các thể chế và sự lãnh đạo của Mỹ đã bị xói mòn đi rất nhiều, ông nói. Qua lịch sử của chúng ta, người Mỹ đã tự hào về việc trở thành tấm gương tốt, điều đó bây giờ rất khó thực hiện. Cho đến khi Mỹ có thể tự điều chỉnh lại, la bàn đạo đức của mình, không thể mong đợi được họ gây ảnh hưởng như đã từng đối với các vấn đề khác trên thế giới. Tôi đã thất vọng vô cùng khi nhìn vào những thách thức do biến đổi khí hậu, do các hệ tư tưởng dân túy và do đại dịch hiện nay gây ra. Cựu nhân viên ngoại giao Mỹ tại Việt Nam David Prout đã nói như vậy. Giáo sư về quan hệ quốc tế Robert Schultz từ Đại học tại Washington, Hoa Kỳ cũng nói với đài BBC tiếng Việt hôm 17 tháng 11 rằng nhân quyền vẫn là quan tâm chính của chính phủ Biden. Đây là hình ảnh nhân quyền lớn nhất là chúng ta ổn định chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu hôm cuối tháng 10 với kiều bào tại Anh như vậy. Ông Biden và Đảng Dân Chủ của ông rất quan tâm đến nhân quyền và dân chủ. Tuy nhiên, ông Biden cũng muốn mối quan hệ với Việt Nam tiến xa hơn vì họ có nhiều điểm chung. Vấn đề nhân quyền là quan trọng đối với chính quyền hiện nay, nhưng nó không phải là trở ngại lớn để tăng cường quan hệ với Việt Nam. Quan điểm về nhân quyền của Việt Nam là ra sao? Đầu tháng 12 năm 2021, các báo tại Việt Nam đăng lời phát biểu của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quan điểm về nhân quyền như sau. Nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là lo cho 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc, dân chủ, cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an dân. Đó là điều quan trọng nhất. Phát huy tối đa yếu tố con người, đồng thời giữ vững ổn định chính trị, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không hy sinh, an sinh xã hội, môi trường, tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Cũng hôm cuối tháng 10 năm 2021, khi nói chuyện với cộng đồng Việt Nam tại Anh trong chuyến thăm đến Scotland, tại hội nghị COP26, ông Chính nói tiếp: nhân quyền lớn nhất là chúng ta ổn định chính trị, để bảo vệ nhân quyền thì phải có pháp quyền, và chúng ta đang nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 17 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguy hiểm cho ai. Trước thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục phải xây dựng và chỉnh đốn. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái đạo đức
và tham nhũng chưa bao giờ giảm đi. Là một đảng viên đã đi đến quyết định công khai từ bỏ đảng vào hồi năm 2016, giáo sư Nguyễn Đình Cống đã đưa ra lý giải và phân tích thực trạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, được ông chia sẻ như sau. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang loay hoay trước tình thế nguy hiểm của sự suy thoái, cấp thiết phải củng cố, làm trong sạch đảng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây đã phát biểu rằng miếng ăn là miếng tồi tàn và tiếp tục hô hào đạo đức cách mạng sau sự kiện ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn bò rát vàng hàng nghìn đô ở thủ đô London được báo chí quốc tế đăng tải liên tục. Họ cho rằng chỉnh đốn đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người vân vân. Vì vậy thường rất khó, rất phức tạp. Khó nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ. Nhiều vấn đề liên quan đến tham nhũng, lợi ích nhóm có nguyên nhân từ đạo đức vân vân. Nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái với quan điểm, đường lối của đảng. Từ sự suy thoái về đạo đức, lối sống dẫn đến sự tự diễn biến, tự chuyển hóa chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm, khôn lường. Đó là những câu vừa được trích ở một số từ ghép lại của phát biểu ông Nguyễn Phú Trọng. Trong đoạn đó có một số nhận định thiếu chính xác, thậm chí bị sai cơ bản. Thứ nhất, họ chỉ thấy xây dựng đảng là tổ chức và con người. Điều đó đúng, nhưng thiếu mất phần cơ bản, phần quan trọng nhất đó là học thuyết. Họ vừa kém trí tuệ, vừa kiêu ngạo và rất ích kỷ nên cố đặt cái thây ma đã mục giữa là học thuyết Marx Lenin lên bàn thờ. Họ cũng không thèm nghe những người chính trực mách bảo, can dám mà can tâm bị bọn Trung Quốc lừa bịp với chiêu bài cùng ý thức hệ. Chính vì thờ Marx Lenin và họ ôm lấy Trung Quốc nên không thể nào xây dựng được một đảng trong sạch và vững mạnh. Lý thuyết xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân do Lenin vạch ra từ đầu thế kỷ 20 đã thành rác rưởi hồi hám. Chỉ là các vị quá quen rồi nên vẫn cứ ngửi thấy mùi thơm. Xin nghiên cứu thật kỹ, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ mang tên Cộng sản nhưng thực chất không còn theo những điều cơ bản của Marx Lenin nữa. Thứ hai, họ lo đến sinh mệnh của đảng và tồn vong của chế độ mà không quan tâm đến đất nước, đến dân tộc. Đây là hình ảnh hôm 30 tháng 9, 11 tướng lĩnh cảnh sát biển đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buôn lậu, vân vân. Thực chất, đảng là tổ chức do họ lập ra để tạo lực lượng. Đảng hiện có gần 5 triệu người, trong đó khoảng 4 triệu rưỡi là đảng viên thường, chỉ có dưới 500.000 người là cán bộ lãnh đạo các cấp. Giả sử sinh mệnh của đảng có chuyện gì nguy hiểm, thì chủ yếu ảnh hưởng đến quyền lợi của tầng lớp lãnh đạo, chứ đối với tuyệt đại đa số đảng viên thường, chẳng có gì phải bận tâm. Họ đưa ra sinh mệnh đã để hù dọa số đông đảng viên vốn ngây thơ tin vào họ. Còn đối với chế độ thì sao? Chế độ do lãnh đạo lập ra, sự tồn vong của chế độ cũng chủ yếu là quan trọng đối với cán bộ đảng và những người ăn theo họ. Chứ đối với đại đa số đảng viên và nhân dân thì chế độ Cộng hòa, Dân chủ hay Cộng hòa hay xã hội chủ nghĩa mà được yên ổn làm ăn, được tự do tư tưởng, không bị áp bức vân vân đều được chấp nhận. Đa số người dân không cần cái tên chế độ xã hội chủ nghĩa, mà thực chất là sự độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản, bỏ nó đi càng tốt. Thứ ba, cho rằng tham nhũng, lợi ích nhóm có nguyên nhân từ đạo đức. Không sai, đó là nguyên nhân gần, trực tiếp. Nhưng nguyên nhân cơ bản, nguyên nhân gốc ở đâu? Đây chính là câu hỏi đặt ra. Tại sao lại có kẻ chọn kém đạo đức làm cán bộ lãnh đạo, hay là do cơ chế đã làm lãnh đạo thì tự sinh ra kém đạo đức đấy? Không trả lời rõ vấn đề này thì vẫn còn loay hoay mãi mà vẫn không tìm được lối thoát. Phải chỉ ra rõ ràng rằng vì đường lối phản khoa học, phản tiến bộ trong việc dân chủ giả hiệu và sự độc quyền mới sinh ra bọn cán bộ thiếu đạo đức. Đây là hình ảnh ông cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, từng là chủ biên cuốn sách với tên gọi là Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ đảng viên. Tuy nhiên sau đó ông đã nhận 14 năm tù về hai tội danh tham nhũng trong vụ AVG. Thứ tư, nguy hiểm nhất, đó là nguy hiểm cho ai? Cho Đảng Cộng sản hay cho dân tộc? Liệu lãnh đạo có dám đặt câu hỏi rằng tại sao cán bộ và đảng viên
lại phai nhạt lý tưởng? Tại sao không kiên định con đường? Tại sao lại làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng đây? Phải chăng lý tưởng đã không còn hấp dẫn vì sai nhầm ở chỗ nào? Con đường đã chệch hướng, quan điểm có gì trái quy luật, bị bế tắc hay không? Nếu vậy thì những việc đó chẳng nguy hiểm mà chỉ có lợi cho Đảng và dân tộc. Có nguy hiểm chăng là cho một số người vì kém trí tuệ và bảo thủ mà kiên định những điều sai trái, những người không theo kịp thời đại, tham quyền cố vị mà Đảng cầm quyền chân chính cần loại bỏ. Thứ năm là sự tự suy thoái về đạo đức, lối sống dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa chỉ là một bước rất ngắn. Cho rằng tự suy thoái đạo đức dẫn đến tự diễn biến là một sai lầm không những do ngu muội mà còn đều cáng. Không có sự dẫn tới như vậy dù là bước ngắn hay quá trình lâu dài. Tự diễn biến bậc cao là những người có thời gian dài ở trong Đảng, hiểu biết khá rõ về độc hại của chủ nghĩa Mác Lênin và những điều sai trái không thể sửa chữa của Đảng. Họ tuyên bố công khai việc từ bỏ Đảng, họ phản biện Mác Lênin và đường lối của Đảng Cộng sản. Họ là những người được xếp vào loại giàu sang không thể quyến rũ, nghèo hèn không thể chuyển lay, bạo lực không thể khuất phục. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng, là một người tự chuyển hóa từ hàng ngũ cán bộ, lãnh đạo của Đảng Cộng sản để đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận và dân chủ cho Việt Nam. Vu cáo những người như thế là suy thoái đạo đức để xếp họ cùng với bọn tham nhũng, cửa quyền làm giàu bất chính là hành động của bọn người vô liêm sỉ. Làm cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao, xin hãy tu tâm dưỡng tính để có được trí thông tuệ, tâm trong sáng, lòng từ bi, bao dung, xóa bỏ được bất minh, uốn lưỡi trước khi nói, suy nghĩ kỹ trước khi viết, biết hổ thẹn và sửa chữa khi phạm sai lầm, biết nghe những lời phản biện, biết rút lui kịp thời. Như thế mới mong để lại chút tiếng thơm cho lịch sử. Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã nêu ra nhận định của mình như vậy. Và trước những phiên tòa phi nhân tính của nhà cầm quyền liên tục trong tuần qua, các nhà đấu tranh vì quyền tự do báo chí chống lại áp bức của chính quyền độc tài Cộng sản Việt Nam, thì nhà văn Phạm Thị Hoài cũng nêu ra nhận định về sự kiện chấn động này như sau. Không có gì là ô danh một dân tộc văn hiến hơn là khoanh tay chấp nhận sự cai trị của một tập đoàn lãnh đạo vô trách nhiệm và chỉ tuân theo những bản năng tăm tối. Chẳng phải mỗi con người trung thực ở đất nước này đều hổ thẹn với chính phủ của mình đó sao? Và ai lường nổi nỗi nhục trút xuống đầu con cháu chúng ta sẽ lớn đến mức nào khi bức màn che mắt chúng ta rơi xuống và những tội ác ghê tởm nhất và vượt xa mọi giới hạn sẽ được đưa ra ánh sáng. Đây là hình ảnh nhà hoạt động Trịnh Bá Phương tuyên bố trong phiên tòa hôm 15 tháng 12 rằng: "Tôi đấu tranh để cho người dân chúng tôi không còn bị cai trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức hèn với giặc, ác với dân. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng áp bức và bóc lột, và tôi chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam là việc làm chính nghĩa. Tôi không có tội với dân, với nước. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam mới là tổ chức phản bội, bán nước, hại dân. Nhân dân và lịch sử sẽ phán xét tội ác của Đảng Cộng sản đã gây ra với dân tộc Việt Nam. Nếu dân tộc này đã tha hóa và phân rã trong bản tính sâu thẳm nhất của mình, đến mức một ngón tay cũng không buồn đụng đến đặng đậy, từ bỏ ý chí về tự do, điều cao quý nhất mà con người sở hữu, và nhờ đó mà đứng trên mọi loài vật. Nếu dân tộc này đã mất hết mọi phẩm giá cá nhân mà chỉ còn một đám đông vô hồn và hèn nhát, vâng, nếu vậy, thì dân tộc ấy xứng đáng diệt vong." Đó là lời của cô sinh viên 21 tuổi, Sophia Scholl, trong một tờ chuyển đơn kêu gọi người Đức chống lại chính quyền quốc xã. Cô bị bắt, bị tòa án nhân dân München kết án tử hình, hành quyết bằng máy chém. Sau bản án 9 năm cho Phạm Đoan Trang, những lời hão huyền và thậm chí du ngủ lại vang lên, rằng ngày tan của chính quyền bạo chúa đã đến rất gần vì nó đã mất hết tính chính danh, rằng chính quyền ấy đang đứng trước vành móng ngựa của lịch sử, rằng chế độ ấy không kịp bóc lịch trước khi Trang mãn án tù. Trái với mọi tiên đoán, xu hướng bạo chúa trên toàn thế giới không suy giảm. Ngược lại, Hà Nội điềm nhiên ra những bản án như vậy. Hôm nay, một ngày sau Trang, hai nhà hoạt động Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm đã bị kết án tù 10 năm và 6 năm trong phiên tòa vỏn vẹn có một buổi sáng. Cũng chính vì thấy mình
vững chân trong trào lưu bạo chúa đang cường thịnh và trong bối cảnh phe dân chủ đang thoái trào. Hai năm sau khi chém đầu Sophian Scholz, Đức Quốc xã đã sụp đổ, song chủ yếu không bởi sức phản kháng của người Đức mà do thua trận trước phe đồng minh. Còn bây giờ, lịch sử đang bỏ mặc người Việt.